Việc được nghỉ Tết và nghỉ dịch trong một thời gian dài làm cho bạn nghĩ rằng mình có thể học một thứ gì đó thật là tốt cho bản thân mình, ví dụ như tiếng Anh chẳng hạn. Bạn lên plan, bạn làm mọi thứ đủ cả và bắt đầu học sung, thật là sung với tất cả máu lửa, máu me của tuổi trẻ trong vòng 3-4 ngày đầu tiên. Tuy nhiên, chuỗi ngày đầy động lực đó một cách không bất ngờ lắm kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu vậy. Dần dần, bạn bắt đầu thấy rằng việc học online sao mà nó có vẻ chán, có vẻ buồn ngủ ghê. Còn việc đọc sách thì sao? Chán hơn, buồn ngủ hơn, nó còn chả hiểu gì cả. Vậy thì giải pháp là gì? Thôi nản quá, chơi một vài ván game, xem vài bộ phim, đôi khi nào có động lực mình học sau cũng được mà. Nhưng mà động lực đó nó không bao giờ quay trở lại với bạn. Và nếu như bạn đã từng ở trong hoàn cảnh đó thì mình tin rằng bạn không phải người duy nhất vì ra còn mình ở đây. Và nhân tiện thì video này là dành cho bạn, vì ở trong video này mình sẽ chia sẻ hai cái nhận thức mà đã giúp cho mình có thể lấy được cái đà lại sau khi mà mình mất rất là nhiều cái chớn, cái đà đầu tiên trong việc học tiếng Anh của mình. Và mình hy vọng rằng các bạn có thể không chỉ áp dụng nó trong việc học IELTS của bạn, nhưng mà bạn còn có thể áp dụng nó trong những việc khác, ví dụ như là chơi một môn thể thao, học một môn nào đó, hoặc là luyện tập một nhạc cụ. Những điều mà mình chuẩn bị chia sẻ trong video này thì đều đã được nghiên cứu và áp dụng rất là kỹ lưỡng bởi rất là nhiều chuyên gia và những người giỏi trên thế giới. Tuy nhiên, nếu như có điểm nào mà bạn cảm thấy là nó sai, nó không hợp lý thì đó là do cách hiểu của mình và cách truyền đạt của mình nó chưa thực sự chính xác. Rồi, vậy thì mình bắt đầu vào nhé. Đầu tiên là một điều rất hiển nhiên nhưng mà lại siêu quan trọng. Đó là việc bạn chỉ làm được một thứ gì đó thì nó không bằng là bạn làm hết, nhưng nó tốt hơn cả nghìn lần so với bạn không làm gì cả. Thì để giải thích cho chuyện này, hãy thử tưởng tượng nếu như mà mỗi ngày bạn chỉ tốt lên được 1%, có nghĩa là tương đương với 0,01 lần, thì mỗi ngày bạn sẽ lên được 1,01 lần, đúng không? Tốt hơn ngày hôm trước. Vậy thì nếu như mà mình cứ tưởng tượng là cái con số này nó được nhân lên liên tục trong 365 ngày của một năm thì nó sẽ ra được một cái kết quả là khoảng 37,783 lần. Có nghĩa là sao? Nếu như mỗi ngày bạn đều hơn được 1%, bạn sẽ tốt hơn 37 lần so với bạn lúc trước. Vậy thì cái câu hỏi nho nhỏ đây là tại sao lại không hơn 100% nhỉ? Đúng không? Hơn 100% là phải ngon hơn rồi, đúng không? Nếu như mà bạn ngày nào cũng tốt hơn 100% so với bạn của ngày hôm trước thì 2365 nó lên một cách rất là khủng khiếp, thay vì là 1,01365. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần hỏi đơn giản thôi. Nếu như mục tiêu của bạn là tập thể thao đi, thì bạn có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ từ hit đất được 10 cái trong vòng ngày đầu tiên và sau đó hit đất lên được 10.240 cái trong những ngày tiếp theo? Không. Mình tin là rất nhiều người biết rằng mình cần phải tiến bộ nhưng luôn luôn mong bản thân mình tiến bộ được 100% so với người hôm trước, và nếu không được họ bắt đầu nản và họ bỏ. Muốn một ví dụ chứ? Ok, bây giờ hãy giả sử bạn là một người tương đối lười. Buổi sáng thường bạn dậy khá là sớm, khoảng tầm 11 giờ sáng. Bạn bắt đầu nằm bấm điện thoại một tiếng cho tới khi ăn trưa, rất là healthy balance, ăn ngay 12 giờ. Xong rồi sau đó bạn chơi game từ đó cho tới khoảng 2 giờ sáng hôm sau. Và bây giờ tốt hơn 1% của cái mức đó là sao? Liệu tốt hơn 1% ở đây có nghĩa là ngày hôm sau dậy, bạn vẫn dậy lúc 11 giờ, bạn vẫn tới 12 giờ ăn trưa, nhưng mà ăn trưa xong bạn đọc sách khoảng 30 phút, hoặc là bạn coi một cái video gì đó tốt cho bạn khoảng 30 phút, sau đó bạn chơi game hết ngày? Hay là bạn sẽ tỉnh dậy làm một cái plan học IELTS từ đầu đến cuối, làm một cái plan tập thể dục thể thao từ đầu đến cuối, bạn tập nguyên một ngày xong rồi sau đó bạn nằm xuống ngủ như một người vận động viên hoặc là như một người phiên dịch viên? Nè, không. Thì đây là tiến bộ 1%, còn ví dụ bên này là tiến bộ 100%. Và đoán xem bình thường khi bạn làm plan bạn muốn cái nào? Để ý nhé, không biết là bạn như thế nào, nhưng mà mình thì là thường xuyên mắc phải
Mình là một người khá khó khăn để có thể ra khỏi giường một buổi sáng. Mình cũng từng là một người khá khó khăn để mà không ngủ hoặc là không chơi game hết nguyên buổi chiều. Nhưng mà cứ mỗi khi mà mình lập một cái plan học một cái gì đó thì y như rằng mình lại theo cái hướng là ngày nào cũng phải học 3 tiếng, ngày nào cũng phải học 2 tiếng, ngày nào cũng phải học 4 tiếng, ngày nào cũng phải học 8 tiếng. Và một cách hiển nhiên là cho tới 6 tháng trở lại đây thì không có một cái plan nào của mình mà làm được cả. Tại vì cứ mỗi khi mà mình có thời gian rảnh, mình sẽ không thể làm như vậy được, vì mình luôn mong đợi bản thân mình có thể tiến bộ 100%. Nhưng rất tiếc, không được. Khi mà biết được điều này rồi, mình có thể áp dụng được gì? Dễ lắm. Đầu tiên, ở trong kế hoạch của bạn, hãy suy nghĩ coi thế nào là 1%. Nếu như bình thường bạn không bao giờ học, đọc một quyển sách 30 phút là 1%. Nếu như bình thường bạn chỉ học được 1 tiếng rồi nhây, học được 1 tiếng và 30 phút là đã hơn 1% rất nhiều rồi. Nếu như bình thường bạn không bao giờ tập thể dục thì một ngày lên hit up 10 cái là quá tiến bộ rồi. Đó là cái đầu tiên mình phải suy nghĩ khi mà làm cái plan. Mỗi ngày mình cần tiến bộ lên, mỗi tuần mình cần tiến bộ lên, chứ không phải là một ngày mình tự nhiên dậy và làm hết tất cả mọi thứ. Điều đó sẽ không bao giờ hoạt động được. Bạn sẽ chỉ làm được khoảng 3 ngày tới một tuần thôi. Và điều tiếp theo mình có thể áp dụng khi mà nhận ra được rằng chỉ cần tiến 1% so với ngày hôm trước, đó là đối với những cái việc nhỏ xíu mà bạn sắp sửa làm, hãy ghi nó ra, bạn sẽ làm cụ thể công việc gì, khi nào, thực sự là khi nào, mấy giờ, mấy phút, hoặc là sau khi bạn làm thói quen gì, và địa điểm bạn làm, và những thứ bạn cần có để làm, và đặt lên hết cái địa điểm đó, những thứ đó. Giả sử nếu như bạn muốn đọc sách vào thời điểm là lúc mới ngủ dậy được 30 phút, có nghĩa là 11 giờ 30 phút sáng, hãy để quyển sách ở bên trên cái bàn học của bạn, hoặc hãy để quyển sách ngay chỗ đầu giường của bạn. Nếu như bạn muốn tập mỗi khi ngủ dậy thì hãy biết được là mình sẽ tập gì, những bài tập nào, và chuẩn bị hết tất cả mọi thứ liên quan, từ giày dép đến đồ đạc, tới nhạt nhẽo, cho tới nước uống và tất cả mọi thứ. Cái này mình sẽ nói nhiều hơn vào cái nhận thức thứ hai. Còn cuối cùng của phần nhận thức đầu tiên, một hành động mà các bạn có thể làm, đó là bắt đầu xóa tài liệu IELTS. Thì cho mình xin sửa lại một chút xíu nhé. Thì cái này thực ra là xóa bớt tài liệu IELTS. Bạn có bao giờ thấy rằng là thực sự việc nhiều lựa chọn hơn nó chỉ khiến cho bạn tê liệt hơn không? Làm sao mà bạn có thể biết được mình học quyển sách nào là tốt nhất trong khi bạn lỡ đau về 15GB tài liệu IELTS nâng cao? Đúng không? Làm sao bạn biết rằng là quyển sách nào trong số 10 quyển sách là quyển sách đáng học nhất? Nhưng mà bạn biết là quyển sách nào đáng học nhất trong 2 quyển sách không? Đó là điều mình cần làm đấy. Vì vậy nên thay vì là mình học 10GB, 20GB, 30GB, 50GB tài liệu thì hãy xóa hết đi, để lại 50MB tài liệu giấy chưa tính file audio thôi là đủ rồi. Nó tương đương với từ 2 đến 3 quyển sách. Và bạn thực sự có cần hơn không? Giữa việc học một quyển sách và có học và việc học 500 quyển sách không có gì cả, đào về cho có, cái nào hơn? Vì vậy, trước khi mình qua phần 2, nếu như bạn có thấy bất kỳ hành động nào trong 3 hành động nhỏ, bao gồm việc có một kế hoạch thực sự khả thi, có chuẩn bị trước cụ thể mọi thứ, và xóa gần hết sách đi để khoảng 3 quyển lại thôi, cái nào là cái bạn cảm thấy mình có thể áp dụng được? Hoặc nếu như bạn thấy rằng nhận thức này sẽ giúp gì được bạn về mặt hành động, hãy làm ngay bây giờ trước khi tới phần 2 nhé. Rồi, mình tin là bạn đã áp dụng một cái gì đó trong phần 1. Tại vì quan trọng nhất đó là trước khi cái video này hết, hãy làm được cái gì đó. Còn nếu không thì bao nhiêu công sức quay của mình, nó chả làm được gì cả, và nó tốn thời gian của bạn nữa. Nên thực sự hãy làm gì đó khi mà mình đang coi video này nhé. Rồi thì cũng không chần chừ gì thêm nữa, phần thứ hai của video, một cái mình chia sẻ chính là đừng đổ lỗi cho động lực nữa. Nghe rất là lạ đúng không? Tại sao lại không đổ lỗi cho động lực? Và đổ lỗi là sao? Và ý của mình trong việc này á, là khi bạn không làm được gì đó, đừng đổ tội cho việc mình không có kỷ luật, mình không có động lực, mình không có đam mê, mình không phải là quái vật. Tại vì những cái này có thể nó đúng ở nhiều phương diện, nhưng nó sẽ không giúp bạn làm đúng việc. Mình sẽ không chứng minh trong cái video này vì sao việc dựa vào động lực lại không phải là một ý tưởng tốt. Bạn có thể tìm thấy lý do vì sao ở cái đường link dẫn bên dưới vào quyển sách Atomic Habits. Vậy thì bây giờ mình đã đồng ý rằng là sẽ không đổ lỗi cho động lực nữa, vậy thì mình nên làm gì bây giờ? Cái việc áp dụng tốt nhất, nó gọi là thuận theo tự nhiên, hay là ở trong tiếng Anh mình không biết dịch cái này ra sao, là the path of least resistance.
Thì về đơn giản á, là tất cả mọi thứ đều đi theo cái hướng nào mà nó ít vật cản nhất. Giả sử như là bạn học ở trong vật lý đã biết rồi đúng không? Khi mà bạn có một cái dòng điện rẽ ra hai nhánh, một nhánh chỉ là một cái dây thường, một nhánh có cái điện trở, thì nó sẽ có hiện thực đoạn mạch là nó chỉ đi qua cái chỗ mà nó có ít trở kháng nhất, nó có ít cản trở dòng điện nhất. Và ví dụ thực tế có thể thấy như sau: bạn không thực sự đói, nhưng mà nếu như ở trước mặt bàn của bạn là một đống đồ ăn, một đống kẹo thì nhìn bạn sao? Bạn không thực sự muốn nhây, nhưng mà nếu trước mặt của bạn lúc nào nó cũng là cái remote TV và bạn học ở ngay kế cái TV, bạn sẽ nhây. Và thân thuộc nhất đó là nếu như bạn ngủ dậy và cái thứ đầu tiên bạn thấy như cuộc đời này chiếc điện thoại, thì mình nghĩ rằng sẽ có một cái phần trăm khá cao các bạn ở trong này sẽ bấm điện thoại khoảng 1 tiếng hoặc là nửa tiếng, hoặc là như mình 3 tiếng. Tuy nhiên, nếu như ở trên mặt bàn của bạn chưa bao giờ có kẹo, liệu bạn có ham muốn tới mức độ phải chạy xe máy đi ra ngoài đường để mua kẹo về mà ăn không? Nếu như mà cái remote TV nó được giấu sâu ở trong một cái nơi nào đó rất là xa, ở trên tận trên lầu, còn phòng của bạn ở bên dưới, thì bạn có chăm chỉ tới mức độ mà đi lên trên lấy cái remote chỉ để chạy xuống dưới lại, xong rồi sau đó bật TV lên không? Và mình tin là rất nhiều câu trả lời trong đó sẽ là không. Tại vì khi mà mình đang có một cái mong muốn nhất thời làm một thứ gì đó mà có quá nhiều cản trở để làm được thứ đó, thì nhiều khi mình sẽ tỉnh và mình sẽ không làm việc đó. Vậy có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như bạn áp dụng môi trường đủ tốt và bạn tạo ra những môi trường đủ tốt cho thói quen của bạn được nuôi dưỡng, thì bạn sẽ dễ dàng học tập hơn rất là nhiều. Và để trích một câu từ trong quyển sách Atomic Habits ra, thì rất nhiều người giỏi, họ không phải là thực sự là người kỷ luật nhất trên đời này, mà họ là những người rất thông minh trong cách sắp xếp môi trường làm việc của mình. Cái nguyên lý này có thể áp dụng để bổ sung cho cái phần số 1, đó là về việc chuẩn bị cụ thể chi tiết tất cả mọi thứ. Thì sau đây là danh sách những hành động hoàn toàn không cần một chút xíu động lực từ trái tim nào mà bạn có thể áp dụng ngay bây giờ, và mình tin là nó sẽ thay đổi 1% cái mà bạn cần. Và nếu như việc muốn áp dụng mà nó không có ở trong danh sách này thì tuyệt vời. Chỉ cần bạn có thể thay đổi môi trường bằng những việc dễ nhất có thể, việc học của bạn sẽ trở nên dễ hơn. Và như vậy là đã kết thúc phần 2 nhận thức mà mình muốn chia sẻ vào ngày hôm nay. Mình tin rằng một số các bạn ở trong này đã có những việc mà mình có thể làm ngay bây giờ. Và ngay bây giờ hãy làm đi. Vì nếu như bạn làm một việc gì đó, bạn sẽ tốt hơn 1%. Và 1% trong một năm là thứ duy nhất bạn cần. Sau đây mình cũng xin điểm qua tất cả những thứ mình đã làm được trong tuần qua và cách mà mình sẽ thay đổi mục tiêu để cố gắng đạt được và trả nợ đôi chút ở trong tuần tiếp tới. Đầu tiên, với Elsa thì mình quyết định sẽ không học thêm nhiều nữa mà sẽ tập trung vào pronunciation thực tế nhiều hơn. Và lý do mình cũng đã giải thích ở video trước. Tiếp theo cũng là một thứ mình đã giải thích ở video trước, đó là phần writing và speaking seminar, là hai thứ mà mình tham gia nhiều và mình cảm thấy là nếu tham gia quá nhiều thì sẽ không thể nào mà lĩnh ngộ hết được, mình phải trải nghiệm nhiều hơn. Nên là mình đã làm thêm một việc, đó là mình đã book 3 buổi trong tuần sau với một người bạn để mà liên tục hỏi và trả lời những câu hỏi của IELTS, để mình có thể tự xem và tự phân tích lỗi của mình cho đến khi mà hình thành được cái phản xạ trong đầu mình không bao giờ sai những lỗi đó nữa. Về việc sách thì tuần này mình đã cứu được hết tất cả mọi task. Chỉ có một điều là sách thì mình hoàn toàn đã không đụng tới luôn, để mình có thể cứu hết tất cả những cái mục tiêu còn lại của mình. Vậy nên là tuần này cái duy nhất mình không đạt được là sách, vocab cũng đã xong rồi. Nên là tuần sau mình sẽ cố gắng phải đọc là 2 quyển sách một lúc. Nhưng mà mình tin, mình có một niềm tin nào đó là nó sẽ khả thi. Và cuối cùng, tất cả những phần học online, offline và đọc còn lại mình đều đã hoàn thành. Nên là mình nghĩ tuần sau lịch của mình nó sẽ không quá tệ, nó chỉ là thêm một số phần mới và một số phần cũ. Cuối cùng, nếu các bạn đã có thể xem được tới đây mà chưa cảm thấy cực kỳ buồn ngủ với cái việc đổi style nói chuyện của mình, thì rất là cảm ơn các bạn. Và nếu bạn thích video này, ghét video này, học được gì đó, học được gì đó, thì hãy like video, subscribe. Và nếu như bạn có câu hỏi gì hoặc là ý kiến gì, hãy comment ở bên dưới, mình rất sẵn sàng trả lời. Cuối cùng, hãy share video này nếu bạn thấy thích nó nhé. Cảm ơn bạn và xin gặp bạn vào buổi thứ 5.